sẽ càng ngày càng mạnh hơn và kinh nghiệm càng nhiều, nắm đấm của Toga càng có sức mạnh bay nè. Ha 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 ha, Toga quá là mạnh luôn. Ồ, con gì bự quá vậy? Và liệu nắm đấm của Toga sẽ mạnh tới mức nào? Các bạn hãy coi hết video để biết nha. Hello và chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Toga TV. Hôm nay chúng ta đã trở lại với trò chơi kẻ săn người nè mọi người à. Chúng ta sẽ không chơi kẻ săn người một cách bình thường, mà đó là kẻ săn người nhưng Toga. Khi kinh nghiệm càng nhiều, nắm đấm của Toga sẽ càng tăng sức mạnh. Những cái người trong làng tôi sẽ truy đuổi mình và cố gắng bắt được mình thì mình sẽ thất bại các bạn à. Chỉ cần đánh bại con rồng Ender để kết thúc trò chơi trước khi mọi người tiêu diệt được Toga thì chúng ta sẽ chiến thắng. Vậy chúng ta chuẩn bị bấm cái nút này để bắt đầu trò chơi thôi các bạn ơi. Hãy chào. Hình như nó bắt đầu hoạt động rồi kìa. Để coi nắm đấm của Toga sức mạnh nó sẽ như thế nào đó. Chắc chắn là sẽ mạnh lắm đó. Cái gì vậy? Sao cái tay tôi nó bé tẹo vậy trời các bạn? Trò chơi này mình hiện tại vẫn đang là không kinh nghiệm mà, nên là bây giờ nắm đấm của mình sẽ rất là yếu luôn. Tinh tố sẽ được thả sau. Chúng ta phải chạy nhanh thôi. 5, 4, 3, 4, 3. Trời ơi, tinh tố sắp được thả rồi kìa. Bây giờ mình phải kiếm cách mình là hãy lấy thiệt là nhiều kinh nghiệm để nắm đấm của mình nó có thể bự hơn và nó sẽ mạnh hơn nè mọi người ơi. Trước tiên mình nghĩ mình sẽ cần lấy gỗ chứ các bạn. Chết trời, tay mình nó yếu quá, không đập được cái gỗ luôn rồi. Ví dụ mình đập đất thử coi, để mình đập đất thử coi. Cha ơi, giời, không có đập được đất luôn này mọi người ơi, đào đất không ra luôn. Ví dụ mình dùng cái tay này mình đánh con heo này thì sao? Trời đất ơi, mình đấm con heo nó không đau mà nó còn thả tim, nó tưởng mình hát xoa đầu nó gì kỳ vậy các bạn ơi. Toga còn không đánh được con heo kìa. Cái gì ấy? Mình bị cười vô mặt rồi. Mình chạy thôi, chạy lẹ vô rồi, chết được rồi. Bây giờ mình phải làm sao đây? Một cách nào để chúng ta có thể chặt gỗ, có thể đào gỗ không ta? Con gà này để mình chui xuống đây coi. Toga rồi, mày yếu à. Mình phải nghĩ cách trước để coi làm sao để mình phá block với cái tay nhỏ xíu này bây giờ. Con gì sau lưng mày vậy? Ui, là một con creeper ơi. Con chơi. Đừng có lại đây, ơi, trên đội tay này sao mà đánh được? Ơi nhưng mà từ, nếu mà là Reaper thì mình có thể làm gì với nó ta? Con Creeper kìa, mày ngồi mày lại đi. Bây giờ mình sẽ dụ con Creeper này chạy tới gần cái cây nè. Mình sẽ đứng đây, đè ra cho nó đẹp boom. Chúng ta đã có những cái block đất như là block gỗ, block đá luôn này. Cho lụm nào. Wow, sau khi chúng ta đã có gỗ rồi thì chúng ta hãy dùng cái gỗ này để chế tạo một cái bàn chế tạo. Trước tiên chúng ta sẽ dùng bàn chế tạo và đặt ra. Sao mình không có đặt được cái bàn chế tạo xuống vậy? Ôi, tay của mình nó yếu quá các bạn ơi, nên là không cầm nổi cái bàn chế tạo mà đặt xuống luôn rồi. Phải nâng kinh nghiệm của mình lên để tay mình nó mạnh hơn thôi mọi người à. Mình sẽ tới cái khu làng này để xem có cách nào để lên kinh nghiệm không nào. Tôi nhớ có một cách để chúng ta có thể lên kinh nghiệm, đó chính là cho bò ăn và cho nó lai giống để sinh ra những chú bò con, là chúng ta sẽ được tăng kinh nghiệm đó. Mọi người nhìn tôi đẹp trời ơi, đập lúa không được luôn. Ôi, nếu mình dùng tay không được, mình dùng chân thì sao vậy? Để tôi thử coi. Ui, dùng chân thì nó sẽ được nè các bạn ơi, nhìn nè. Wow, đạp cái này nè đó. Bây giờ mình sẽ lấy hết đống lúa này, sau đó xíu nữa mình sẽ trồng lại nha mọi người, cho nó ăn một con bên này, ăn một con nữa thì nó sẽ lai giống và sinh ra một chú bò con, sau đó chúng ta sẽ hưởng kinh nghiệm nào. Còn chú bò nào muốn ăn nữa không? Để tôi cho mấy chú bò ăn, để chú bò lên kinh nghiệm này. Ăn đi. Ui, kinh nghiệm kìa, lụm tôi. Wow, tôi lên được cấp 1 rồi. Nếu như vậy đồng nghĩa với việc tôi sẽ được thăng cấp nắm đấm của tôi. Wow, cánh tay của Toga tí gì không còn ốm yếu như hồi nãy nữa. Trước tiên để mình thử sức mạnh của nắm đấm mới này. Thử coi. Wow, trời ơi, một đấm thôi bẻ nguyên một đống nước rồi. Để bây giờ mình đấm được này. Hãy cha. Wow, nó hơi bị mạnh luôn đó nha mọi người. Hãy cha là lại. Ôi trời ơi, hãy cha mày nè. Trời ơi, mạnh quá các bạn nha. Cái gì bị phát hiện rồi sao? Trời ơi, coi giáp sắt gà bự. Tay tôi nhìn nè, không còn là cái tay ốm yếu hồi nãy đâu, mà là một cái tay siêu bự đó mọi người ơi. Thì mọi người nhào vô. Không sao đâu mọi người, tụi mình có giáp sắt kiếm sắt mà. Tôi gà chỉ có tay không thôi, làm sao mà đỡ nổi. Ôi ơi, đây vô nè. Một ba thôi. Dắt gì nè. Ôi ơi ơi, mạnh quá trời ơi. Còn chị Nabi thì sao? Hai cha. Còn nữa tim, còn nữa tim, chết rồi chơi. Còn nữa tim, còn ai chạy. Trong khu rừng này mới có mấy cái con gia súc, con heo, con cừu rồi. Đây qua đi, mình đấm mấy con. Ai chạy, đấm một cái nó bay mất tiêu rồi, làm sao ăn vậy? Mình có cách rồi coi. Bây giờ mình sẽ đấm nó từ dưới lên ngoài để cho nó bay lên trời, sau đó nó rớt xuống lại thì may ra chúng ta có thể ăn được đó. Đấm từ dưới lên. Ôi trời đất ơi, nó bay kìa bạn ơi. Wow, nó không những rớt ra thịt mà nó còn rớt ra kinh nghiệm nữa. Nếu như vậy thì nắm đấm của chúng ta nó sẽ càng mạnh hơn. Nó được rồi, nên bây giờ mình sẽ farm mấy con này, được rồi, lụm thịt nè. Mình lên được cấp 2 rồi này các bạn. Được rồi, bây giờ kiếm thêm vài chú nữa để mình đấm thử coi. Đây bên này có một chú nữa nè. Hai cha. Ôi trời ơi, bay cao dữ chưa, sau đó chú heo này sẽ rớt xuống và boom, lụm kinh nghiệm nào.
mình còn có nửa tim để mình hồi phục máu, sau đó có thực mới vực được đảo đúng không mọi người. Mình có sẵn mấy miếng thịt cừu để mình ăn rồi, ngậm. Trời đất ơi, trời cây thịt của mình sắp đầy rồi, được rồi, bây giờ chỉ cần ăn thêm một miếng nữa thôi thì máu mình nó sẽ hồi lại rất là nhanh đó, cho các bạn coi đó. Xong ba miếng thịt cừu để lấy ăn đó rồi. Hồi máu mọi người ơi, đúng rồi, Quy giật đã bị trở lại rồi sao. Quy nó lại tới kìa bạn, được rồi, bây giờ chuẩn bị đi, chuẩn bị đấm lên. Hai cha mày nó còn bay, nó còn bay nè con, một thằng này. Ôi trời ơi, bay lên con quá, đừng có chết đâu. Ui, kinh nghiệm nghe, kinh nghiệm nghe là ú, lên cấp 13 luôn. Bây giờ mình phải lên, dắt đi nè. Ôi trời ơi, dắt rồi, dắt rồi. Dắt lên xuống này, đưa coi, lụm kinh nghiệm của dắt rồi, lụm. Ui, lên cấp 15 rồi. Ê, chị Nabi à, mình lên cấp 15 rồi, vậy có nghĩa là nắm đấm của mình đang được nâng cấp lên nữa rồi. Cha tô gà đã tiến hóa lên. Wow, đồ quá vậy trời. Giờ chị Nabi muốn sao nào? Chị Nabi đừng sợ, em đã có một thứ dành riêng cho tô gà rồi. Đó là một con zombie khổng lồ. Đừng nói là zombie. Ơi, đâu ra con zombie khổng lồ vậy? Ây da, ây da, 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 da. Người muốn đánh với ta rồi, ta sẽ hai cha mày đâu rồi. Mày đánh cho nó đâm một cái nó bay luôn kìa. Được rồi, mày ngon mày lại đây, tao quanh mày luôn nè. Wow, nó bay rồi kìa. Công nhận là cái con zombie này mạnh thiệt rồi, nhưng mà không thể đánh bại được tôi đâu. Mày ngon mày lại đây, mày ngon mày lại đây. Bây giờ mình phải nghĩ cách nào đó để mình kết liễu con zombie này thôi các bạn, tại vì nó mạnh quá. Mình phải kết liễu được không? Bay nè con, wow, nó bay luôn kìa. Nó nằm nó nằm ngay. Ôi, nhưng mà nó vẫn đứng dậy đó sao, nhưng mà không đau thật. Để mình kết liễu nó lại nè. Hai cha mày nè, bay bay coi. Ôi, nó vẫn còn sống sao mà nó trâu bò quá vậy. Tức tiền chứ là nó mạnh rồi, nhưng mà không cho mày sống nữa đâu. Ôi trời ơi, bay nè, rồi luôn ngủm trên cây. Ôi trời, cái gì sao nó đứng dậy hoài vậy các bạn ơi, không thể nào. Con quỷ này nó ăn cái gì mà nó trâu vậy? Mày ăn cái gì mà mày trâu như vậy con kia? Ôi, nó nằm xuống rồi, mình không cho nó đứng dậy. Mày nằm luôn, ai cho mày đứng dậy, ai cho mày đứng dậy? Mày nằm đi, mày nằm đi đâu. Trời ơi, nó cứ đứng dậy hoài, coi ai mình sẽ xử nó luôn nè. Hai cha mày nè con, lần này ngươi chịu thua chưa hả? Hai tên kia trời, nó vẫn đứng dậy được à? Mày đứng dậy nè, mày đứng dậy, mày đứng dậy. Cho ai cổ vũ cho tô gà đi, coi cho con này đứng dậy. Nó chết rồi, cuối cùng thì nó rớt ra quá trời kinh nghiệm luôn kìa các bạn ơi. Đây chỉ là cơ hội của mình đôi lụm thôi. Cái gì, 50 kinh nghiệm luôn rồi kìa các ơi. Wow, kinh nghiệm của mình tăng lên thì sức mạnh nắm đấm của mình cũng sẽ được tăng lên. Hay chưa? Cái gì tôi đã có bây giờ tôi đã mọc lên hai tay mới, và nắm đấm của tôi bây giờ là bốn tay luôn rồi mọi người. Ôi, nhìn nè, mọi người sợ chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ kết liễu mọi người nè. Hay chưa? Cả ba đăng xuất bốc hơi luôn rồi các bạn. Ví dụ mình đào xuống sâu dưới đất thì nó sẽ như nào? Wow, đào lẻ như đây coi. Không cần cúp, không cần gì luôn coi. Mình sẽ đào xuống thiệt là sâu. Bây giờ mình không cần kim cương, không cần sắt gì hết trơn. Bây giờ nắm đấm của mình nó đã là chân ái rồi các bạn. Để coi chỗ nào mình có thể lấy được hả? Hả? Bóc hắt diện thạch để mình đi xuống địa ngục nào. Dạ rồi chị Nabi ơi. Cái gì dắt với chị Nabi sao lẻ quá em? Trời đất ơi, sao kiếm được tôi ra nhanh vậy? Bây giờ mình chỉ cần đi tìm gọi là cái gì ta, cái obsidian hay là gọi là hắc diện thạch đó các bạn, để chúng ta có thể mở đường xuống cổng địa ngục thôi. Đặt hắc diện thạch ở đây nè. Bây giờ mình chỉ cần xây một cái cổng địa ngục, tại vì bây giờ không ai có thể đánh được tôi rồi các bạn ơi. Hãy cùng theo chân mình xuống dưới địa ngục nha. Let's go. Hay cha, mình sẽ đi kiếm cái hạ lâu đài địa ngục để mình có thể đánh mấy cái con quỷ lửa rồi. Đào này. Ui kìa, wow, mình đào tới đâu luôn rồi đây coi. Đi chỉ là lâu đài địa ngục mà. Đi xuống này coi thử mấy con que quỷ lửa nó có ở đây không ta. Hình như là mình thấy tụi nó rồi kìa coi. Cho mày, cho mày một đấm này con. Rồi mấy con này, cho mày một đấm. Ai mấy con này, mày phun lửa ai? Mày phun lửa ai hả? Mỗi đứa một đấm nè, mỗi đứa mày nè, mày nè. Trời ơi mạnh quá coi, còn có đà này nè, còn một con này nữa. Ôi trời ơi, còn có xíu máu. Ôi còn mày nốt luôn. Ôi trời coi, còn đập mày luôn nè. Ôi trời, còn có hai chị mày coi. Ôi nhưng mà không sao. Rồi bây giờ mình sẽ lẫm mấy cái que quỷ lửa thôi nào. Chúng ta đi về, chúng ta chuẩn bị đi đánh rồng thôi nào. Cái gì cánh cổng địa ngục mình đã bị chặn lại rồi sao? Ôi trời ơi, tụi nó còn mặc giáp Netherite, giáp địa ngục, giáp siêu cứng đó mọi người ơi. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Mày sợ rồi thì mày đầu hàng đi, tao gà tao cho mày cơ hội cuối cùng đó. Với bốn nắm đấm này mình còn có thể bừng được nguyên một cái mảnh đất này lên đó. Cái gì? Nhìn đây, hai cha. Mình đang nâng nguyên một cái tảng đá lên đây coi. Sau đó mình sẽ đánh về phía cha. Nó bay tới đây kìa mọi người. Và bây giờ không còn chướng mắt nào thì chúng ta đi vô cổng địa ngục và chuẩn bị tới nơi đánh rồng thôi.
rồi. Nãy giờ mình leo núi mình thấy mỏi chân quá, nên là mình cảm giác với sức mạnh của mình bây giờ cần gì phải leo núi nữa, trong khi chúng ta có thể san bằng một cái ngọn núi luôn, các bạn tin không hả? Hai cha bom wow, mình có thể dễ dàng đi qua mà không cần phải leo núi nữa, đúng là sức mạnh của mình mạnh thế chứ. Được rồi, giờ qua cái này mình đi tiếp thôi nè bạn. Trời đất ơi, không thể tin được, với một cú đấm thôi Toga đã san bằng nguyên một cái ngọn núi luôn. Vị trí ở dưới đây coi, nhưng mà mình đâu cần phải hạ đào xuống chi cho mệt, tại vì mình đã có nẫm đẫm siêu phàm rồi các bạn. Chỉ cần bây giờ mình sẽ cho nó một cú đấm nè. Cho đào xuống nào. Ê chào, mình đào đúng tới nơi mình cần xuống luôn rồi nè mọi người. Đặt vô để chúng ta có thể mở ra cánh cổng đi xuống đánh con rồng Ender cuối cùng. Cho các bạn hãy cùng Toga siêu nắm đấm đi tới đánh rồng thôi. Chúng ta sẽ qua bên kia nào. Hai cha con rồng rồi, ta tới với người đây. Giờ làm sao để mình leo được trên kia? Mình không cần các bạn, tại vì nắm đấm của mình rất là mạnh các bạn. Mình đấm thử cho các bạn coi nè. Hai cha bẻ nguyên cái chỗ này, wow, nó bẻ nguyên cái chỗ này và lên trên kia luôn không? Trời ơi, có một cái đây được rồi. Cái trụ tiếp theo là cái trụ này nè các bạn, chuẩn bị tôi đấm nó luôn nè. Cha và nổ cái bom cha cho bên này, bẻ lên luôn nè, bẻ lên cho nó đang bẻ lên kia bạn, sau đó nổ cái tên kia luôn. Mình sẽ tiêu diệt những cái con quái vật này để mình có thể thu thập thêm kinh nghiệm để mình lên cấp, mình sẽ tiếp tục tiến hóa lên nữa nha mọi người. Kinh nghiệm của tôi nó đang lên mỗi khi tôi đánh mấy con này nè các bạn. Tôi lên cấp 7 rồi, đánh tiếp nè, lên wow, nó lên cấp 100 mấy rồi, lên nữa nào, bay lên con, bay lên con. Ui đúng là nắm đấm mạnh thì wow, tôi lên cấp 200 mấy luôn rồi. Nếu như vậy thì tôi sắp được tiến hóa đây rồi. Cái gì vậy? Ui, tôi trở thành một cái nắm đấm luôn rồi nè. Nếu như vậy thì chắc mình đi đấm một phát là con rồng chết quay luôn á. Cái bài đâu rồi? Con rồng rồi. Mọi người kia hay luôn mọi người. Được rồi, bây giờ để tôi thử sức mạnh của cái nắm đấm Toga đây coi. Hai cha. Ui, nắm đè. Ui, trời ơi, mạnh quá. Được rồi, còn bây giờ thì con rồng mày ngon mình lại đây. Hai cha. Đấm một cái, ôi trời, một phát thôi. Nó mất quá trời máu luôn kìa bạn. Bay nè, ôi trời ơi, nhảy cao. Bay đi con, đấm nó. Hai cha. Bay. Để mình gồng một cái lực để mình đấm nó vô cho mạnh coi. Hai cha. Ôi, bay nè, ôi, cho một phát nè. Cha, ôi cái gì. Wow, nó bị đánh bại luôn rồi các bạn ơi. Wow. Như vậy là Toga lại chiến thắng rồi. Nắm đấm quá bạn, trời ơi bây giờ ui, lụm kinh nghiệm quá trời kinh nghiệm luôn. Nhưng mà bây giờ tôi đã 200 mấy kinh nghiệm rồi, nên là Toga chiến thắng trong thử thách ngày hôm nay. Cũng nhờ các bạn cổ vũ cho Toga để Toga có thể trở thành một cái nắm đấm cực mạnh, được gọi là One Punch Man nữa bạn. Một phát nắm lên, trời ơi. Ok thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Các bạn thích video này đừng quên lại tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người đồng xem tôi tin nha. Còn bây giờ thì các bạn ơi, tạm biệt mọi người. Tôi đấm mọi, tôi đấm cái màn hình luôn nè. Hai cha.